thưa quý vị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí hà mạnh trí sinh ngày 1 tháng 10 năm 1942 quê quán tại xã đồng thọ huyện đông hưng đây là thành phố thái bình tỉnh thái bình vào Đảng ngày 8 tháng 3 năm 1968, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10, 11, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng nhà nước tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 19 giờ 40 phút ngày 26 tháng 11 năm 2021, tức ngày 22 tháng 10 năm Tân Sửu tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí Hà Mạnh Trí, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Hà Mạnh Trí với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Thưa quý vị, thông báo lễ tang đồng chí Hà Mạnh Trí, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập ban lễ tang cấp nhà nước gồm 20 đồng chí do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tránh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, linh cữu đồng chí Hà Mạnh Chí quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 10 năm Tân Sửu. Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Lễ an táng từ 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang xã Đồng Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.